Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Như vậy là ngày ấy cũng đã đến rồi anh em ạ. Đó chính là ngày mà cây của mình lên được cấp 14 anh em nhé. Nhưng mà vẫn còn đó là 49 cái tịnh bình thủy nữa thì bây giờ mình sẽ phải lấy cái đã. Làm một số những cái nhiệm vụ nhận thưởng các thứ xem là có thêm được cái tịnh bình thủy nào không anh em ơi. Thị thú ban phúc các thứ này. Đấy. Hy vọng rằng là sẽ kiếm thêm được một chút tịnh bình thủy ở trong này nha. Nếu như mà không đủ thì mình có thể là mua ở trong chợ, bởi vì là tí nữa thì mình lại bận đi chơi. Thế cho nên bây giờ đang là 1 giờ sáng, mình vừa mới xem trận bóng xong thì mình vào mình quay video luôn. Đấy, nếu như mà thức được đến sáng ngày mai thì mình cũng có thể là ok đấy, không cần phải mua ở trong chợ đâu. Nhưng mà bởi vì sáng ngày mai mình có lịch là mình đi chơi bời tí cho nó đỡ buồn anh em ạ. A few moments later. A few minutes later. A few inches later. Lên cây 14 thôi và tiếp tục là 23 ngày nữa nào. Hành trình lên cây thứ 15. Bây giờ thì mình sẽ xả đào thôi. Xem là nhận được những cái món trang bị gì xịn sò con bò anh em nhá. Ôi, anh em thấy chưa? Món đầu tiên mặc dù là yêu lực chỉ có tăng có 298.000 thôi nhưng mà cái phần trăm của nó tăng lên tận 19.4% anh em nhá. Đấy là cái giá trị cây 14 đấy. Một món nữa tăng tận 668.000 này anh em này. Wow, ngon đấy chứ anh em. Tăng có 3 level thôi nhưng mà cái tỷ lệ xuất hiện linh bảo 2 sao đã ok hơn rồi nhá. Đây chỉ là chí bảo thôi này. Thay luôn chứ còn gì nữa. Ui, lại một món nữa anh em ạ. Đấy, lại tiếp tục một linh bảo 2 sao nhá. Ngon không? 683k yêu lực này. Đấy, anh em cứ tích lũy đào nhiều nhiều tí. Ui, 789k rồi này. Vãi cả bìu anh em mẹ. Đấy, ok chưa? Ui, lên 6.800 vạn luôn này. Đấy, anh em cứ bảo không tích lũy đào thì lấy đâu ra mà xả trong ngày hôm nay đúng không? Đấy, phát sau thì bắt đầu khó khăn hơn rồi anh em ạ. Nhưng ra được cái món cực kỳ là ngon bởi vì nó có cái kháng choáng. Còn cái cũ của mình nó chỉ kháng bạo thôi. Thì cái này là tăng thêm 391k điểm yêu lực nhá. Và lại thêm món linh bảo 2 sao nữa. Đấy, tỷ lệ nó ngon lành cái đào không anh em? Nhưng mà anh em nhìn thấy này. Nếu như để ý thì lúc nãy mình cái cột mốc là 5.000 đào. Thế là mình phải xả thêm 700 đào nữa. Tụt xuống còn 4.300 đào thì mình mới ra cái món mà yêu lực nó tăng lên tiếp theo đấy. Căng chưa? Anh em mà không tích lại thì đúng là ôi dồi ôi ấy. Ồ, đây rồi, lại thêm một món linh bảo 1 sao nữa. Yêu lực tăng 244.000. Ồ, chỉ số phần trăm mình giảm đi một chút nhưng mà cái phần thuộc tính cơ bản này tăng lên khá nhiều nha. Lụm luôn, gần 7.000 vạn đấy anh em ạ. Tranh thủ đi đánh một số trận PK anh em nha. PK. Ê à, có đóng băng anh em ơi, nguy hiểm. Đấy, cú thế nhở. Ở đấy nếu như mà không có đóng băng là mình ăn ở đấy. Thì không sao, ngày mai khi mà mình lấy được thêm cái thần thông ngộ đạo tùy chọn ấy, mình sẽ lấy cái giải thi pháp. À, sau đó mình sẽ bỏ em phù tang ra và cho thêm một em tinh quái khác vào. Thì nó sẽ ổn áp liền. Đi PK nó cứ bị gọi là ôi dồi, sợ gì mấy ông có đóng băng đúng không? Giải thi pháp thần thông nó quá là trời quá đất luôn anh em ạ. Anh em thấy bây giờ tỷ lệ bạo kích của mình nó khủng khiếp rồi đấy. Bởi vì là nãy giờ là ra toàn mấy cái món bạo kích thôi. Chỉ số bạo kích của mình đã lên đến 224% rồi. Và liên kích chỉ có 101% thôi. Như thế này đi đánh dị thú xâm lược lại hơi quay rồi. Tỷ lệ liên kích nó phải tăng thêm tí nữa thì dị thú xâm lược mình mới đạt được top cao cơ. Rồi, mãi thêm 700-800 đào nữa thì mình mới có thêm món liên kích nữa anh em ạ. Trời đất, thế là mới lên được 116% liên kích thôi anh em nhé. Còn bạo kích thì vẫn đang ở trên 200% này, 210% luôn. Thế thành ra là trong cái bộ tinh quái này mình cũng cóc cần em Đại Minh Vương nữa rồi. Mình cho vào đây là em Đại Sơn Yêu, đi PK thử tí xem như thế nào nhỉ anh em nhỉ. Trong lúc chờ đợi nó vẫn đang chặt cây. Khiêu chiến thử nào. Anh da đen à. Quất luôn. Ây à. Bạo quả cũng thốn đấy anh em ạ. Thốn đấy. Né đấy. Nhìn chung là cái né nó vẫn khó chịu nhỉ. Mình chơi liên kích mà gặp né vẫn là một cái gì đấy cực kỳ khó chịu nha anh em. Tiếp theo vẫn anh da đen à. Thế là đánh luôn đi chứ nhỉ. Cố gắng phát nữa để lên hơn 7.000 vạn yêu lực đi xem nào. Nhìn cho nó wax select chứ cần tự nhiên 6.966 này nhìn nó. Ảo ma Canada quá anh em ơi. Ồ, 7.000 vạn này. Là mới phát. Ê, vẫn ông này luôn. Thử xem ông này build cái gì. Rồi, ăn bạo kích liên kích của mình luôn. Ông này. Ủa, ông này chưa môn phái gì. Ai à. Đau nha, có ứng long thốn đấy. Cạp quả thốn ghê. Ứng long của mình mà ngon lành cái đào là mình cũng cho đội hình rồi đấy. Cái tội ứng long của mình cùi quá. Ghê vậy. Ông kia liên kích kinh nhờ. Xem tỷ lệ liên kích của ông này là bao nhiêu mới được. Cố lên. Lại hồi sinh à. Khoai ghê ha.
8.000 vạn này, bắt đầu lên phân khúc toàn 7.000-8.000 vạn nữa. Thế thôi, để đấy ra anh em ạ, không đánh nữa. Từ từ và bình tĩnh thôi. Đây rồi, có thêm một món liên kích nữa. Ui dồi, nhưng mà chỉ số cơ bản bên này nó chỉ tăng về HP với cả thủ một tí ấy. Nhẹ bén một tí. À không, cái phần trăm này tăng lên nhiều nha, 17.4%. Ui, 699, vẫn chưa lên được 7.000 vạn anh em ơi. Rồi nhá anh em nhá, quả này Linh bảo 3 sao luôn này. Liên kích 21.9% luôn. Ngon lành cái nào anh em ạ, khá phản công. Được, hợp lý. Ôi, 7.000 vạn thôi anh em ơi, tuyệt vời. Ui, anh em thấy chưa, lại thêm món Linh bảo 2 sao này. Ngon lành luôn, 305k điểm lực chiến rồi. Chỉ số liên kích của nó cộng lên tận 21.1% luôn nhá. Phê luôn. Buồn cười vãi anh em ạ, lúc này đang bạo kích lên đúng không? Thì xong một lúc lại liên kích lên 200%, bạo kích xuống hơn 100%. Bây giờ lại ra một liên kích nữa, lại tăng thêm một tí. Đấy, anh em nhìn nhá. Liên kích lại 204%, bạo kích lại 131% này. Ồ, tính ảo này. Cơ tầm này đi đánh dị thú xâm lược khả năng là được ưu lực cao này. Để mình thử đổi bộ tinh quái, sau đó đi đánh thử dị thú xâm lược xem mà được bao nhiêu rồi anh em nhé. Sức sát thương gây ra có ổn áp hơn hay chưa đây. Nào đánh thử xem. 7,43 ức ngay, mình biết ngay mà. Nãy chỉ được có 5 ức, bây giờ 6,56 với cả 7,43 ức luôn. Anh em thấy ổn áp không? Nào check thử phát xem là bản dị thú xâm lược này là mình đang top mấy à? Úi dồi ôi, top 6 luôn, chắc là các bố kia cũng chưa kịp đánh. Nói chung là bây giờ mới có 2:21 sáng thôi, nên là các bố chưa online để đánh đúng không? Rồi, có thêm món liên kích nữa này, 540k điểm lực. Ôi, ngon thế, Linh bảo 2 sao tiếp tục luôn này. Căng thẳng thực sự. Rồi, ngon lành. Rồi, trong lúc chờ đợi còn hơn 1.600 đào nữa thì mình sẽ đi đánh một chút để trấn yêu tháp. Lấy thêm chút linh chi linh thảo. Đấy, lại nâng cấp huyết mạch của mình lên. Đơn giản như vậy thôi anh em, cứ một cái quy trình như vậy hàng ngày. Từ từ nha, mình sẽ đi auto cái này trước đi. Đấy, 208 này, như auto trong cái quá trình mà mình đi trấn yêu tháp này là cũng được ấy chứ. Tiết kiệm mình nhiều thời gian hơn đấy anh em ạ. Trong lúc mà mình đi trấn yêu tháp đấy, hoàn toàn là anh em có thể ngồi xem đó. Ví dụ như mình vẫn đang xem là bóng này, bây giờ mình đang xem trận Germany với cả Đan Mạch. Đấy, Đức với cả Đan Mạch đúng không? Thì đấy, cho nó gọi là auto luôn. Thì ở bên ngoài kia thì mình vẫn đang auto chặt đào với cả huyết mạch thiên tiên, hợp lý luôn. Bây giờ mình vẫn ngách xem này để xem là bóng. Wow, đỉnh thực sự luôn anh em ạ. Một công đôi 3, 4, 5, 6, 7 việc luôn. Hợp lý luôn anh em ơi. Tấn công đi. Trời ơi, Đức ghi bàn được một quả nhưng lại việt vị. Cú thực sự luôn anh em ạ. Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Cuối cùng thì cũng đã có thêm một món bạo kích nữa này. 262 vạn. Ngon. À đâu, 262.000 nhỉ. Ôi giời, làm đâu ra mà được 262 vạn. Thế là cũng lên được 7.300 vạn anh em. Không biết là hôm nay có lên được 7.500 vạn hay không. Nếu như chỉ cần lên được 7.500 vạn thì là vui lắm rồi anh em nha. Tuyệt vời đấy. Tiếp tục là ấn ký xem nào. Ui, 48.000 cái để nâng cấp level cho linh thú này. Để nâng cấp luôn thì cần gì nữa. Tăng cấp luôn. U là trời. Nhưng mà giờ này linh thú đỏ, đâm ra là nâng cấp cũng hơi tốn anh em nhé. Đây là level 48 à. Cố gắng lên level 60 tốt này. Với cả nâng sao thêm một phát nữa là mình có thể tẩy luyện được skill. Đấy, lúc đấy ra phát, ui ngon lành cái đào luôn. Xong xịn cho con bò phát lại bú 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 bú. Hợp lý anh em ạ. Đấy rồi anh em ơi, cuối cùng thì mình tổng kết nhá. 5.400 đào là lên được 7.363 vạn yêu lực luôn này anh em này. Uầy, tăng cả một đống yêu lực đấy anh em ạ, không đùa được. Và những cái món trang bị của mình thì ngon nhất là có cái món này, Linh bảo 3 sao luôn. Chỉ số phần trăm lên đến 21.9%. Và rất rất nhiều những cái món Linh bảo 2 sao các thứ các kiểu con là đẻo nha. Được của nó anh em ạ. Ui ôi, tầm này cứ phải gọi là max win luôn. Hiện tại là có lại có 9 cái vé đánh như đấu pháp của tôi là. Bây giờ anh em trong này cũng khá là mạnh, thế thành ra là chưa đánh được. Vì mình chơi liên bạo thì nó hơi thọt hơn so với những môn phái khác, ví dụ như né là choáng. Ui, thôi thế chắc là tạm dừng video ở đây thôi anh em nhỉ. Thì anh em nên tích lũy đào đúng thời điểm để chúng ta có thể là xả hợp lý nữa, thì sẽ lấy được những cái món trang bị ngon lành cành đào và yêu lực của chúng ta cũng sẽ tăng lên với những cái chỉ số phần trăm nó cứ phải gọi là ổn áp anh em nhá.